những hạt ngọc nâu bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ 13. Từ vùng nhiệt đới châu Phi, hạt ngọc này đã nhanh chóng lan rộng khắp châu Âu và phần còn lại của thế giới. Đây là những hạt cà phê căng tròn, đặc biệt được chúng tôi lựa chọn chứa đựng những gì tinh túy nhất của vùng đất đỏ Bazan. Với vị đắng đậm đà, ngọt đen huyền bí, hương thơm ngọt ngào quyến rũ, làm say đắm lòng người. Chúng tôi tin rằng bằng bí quyết rang xay khác biệt của Heritage Coffee sẽ đem đến cho bạn những ly cà phê nguyên chất, thơm ngon thượng hạng. Heritage Coffee, tự hào cà phê sạch đúng vị cho người Việt.